Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những Phật tử gần xa thân mến, hôm nay tới giờ Phật tham thiền, trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2008, và hôm nay chúng ta nghe tới cái kỳ thứ 45 tiếp tục học thanh thiền về Bồ Tát Địa Tạng. Như tôi đã thường nhắc nhở, Bồ Tát Địa Tạng mà muốn hiểu kỹ Bồ Tát Địa Tạng là phải học thanh thiền, muốn hiểu kinh Địa Tạng cũng phải học thanh thiền, không học thanh thiền thì không nói cúng gì tương quan gì tới Đức Địa Tạng hết, dù là bỏ tiền ra lúc bao nhiêu tượng bằng xi măng, bằng đất, bằng đồng gì cũng đều không có Địa Tạng. Bởi vì Địa Tạng là thuộc về tâm, thuộc về phần tinh thần chứ không phải là thuộc về vật chất. Cho nên là bỏ tiền ra mà thánh Địa Tạng, mà mua Địa Tạng, đúc Địa Tạng, tất cả những cái gì thuộc về vật chất là không phải chúng ta học Địa Tạng, không phải chúng ta thờ Địa Tạng, kể cả không phải chúng ta tôn kinh Địa Tạng nữa. Bởi vì kinh Địa Tạng mà ta nói cái chuyện mà địa ngục đó, rồi thì tôi sẽ hướng dẫn các vị hiểu về địa ngục. Nó có phải nghe cái tên địa ngục vậy là các vị cứ tưởng tượng rằng địa ngục là ở trong cái lòng đất vậy, là Địa Tạng này là làm chủ ở trong cái cảnh giới ấy, cái đất vậy đó. Hoàn toàn là không đúng rồi. Bây giờ chúng ta học cái bài Địa Tạng Bồ Tát thứ 6 trong cái tập thơ mà Địa Tạng hò ai tử giải nguy, Địa Tạng mà hò ai là người đó là hết cực, hết khổ, hết đau đớn, là tại vì chân tâm mà xuất hiện rồi đó, thì là những cái vô minh của vọng tâm, của phiền não nó không còn nữa, cho nên là tự nó an lành lắm, nó hạnh phúc lắm, tự nó trở thành người vãng sanh cực lạc rồi, tự nó thành người ở cảnh niết bàn rồi. Cho nên cái câu đó là cái ý nghĩa nói vậy, là Địa Tạng hò ai là tự giải nguy cho người đó, vì người đó ở cực lạc rồi, không có buồn, không có khổ, không có đau đớn về tâm linh, về thể xác, thì tức là cực lạc, tức là niết bàn. Cho nên tự giải nguy là vậy đó, tự coi như là mình đã ở cảnh cực lạc, ở cảnh niết bàn khi mà chân tâm nó xuất hiện ra, Địa Tạng tâm của mình xuất hiện ra, tâm địa của mình là bản chất của nó là thánh thiện, nó là không có, nó không có làm cho ai đau khổ bao giờ. Cũng như trời xanh, nếu mà thật sự gọi là trời
gọi là trời xanh đó, thì nó không có bão tố gì hết, không có mây vàng, mây xanh, mây đen, mây đục gì hết, cho nên nó không có bão tố gì hết, không có làm cho biển động, không có làm cho cây đổ gãy, không có làm cho người đắm thuyền chìm gì hết, là tại vì trời xanh ngăn ngắt. Cái tâm địa của mọi người, của chúng sinh cũng như vậy, tự nó trong sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó nhẹ nhàng, tự nó giải thoát, không có gì để nói. Có người mà bị nó lôi cuốn vào trong ba cái khổ lớn gọi là tam khổ và tám cái khổ chi tiết gọi là bát khổ, rồi nó di căn nó nhân ra cả 84,000 trần lao khổ nữa, là tại vì mình sống bằng vọng tâm, tại vì có áp thấp nhiệt đới, tại vì có bão tố, cho nên là nước biển thì ào ạt dâng cao, còn cây cối thì tóc gốc, rồi cột điện thì ngã, nhà cửa thì sập, là cái đó không phải do trời xanh. Cái đó là do cái hiện tượng vận động bất hợp lý của dưới gầm trời xanh đó, chứ không phải trời xanh có cái đó. Do vậy mà địa tạng tâm của mình mà xuất hiện là người đó tự giải nguy hết. Cũng giống như là một Bồ Tát nào đó mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, khi mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì soi rọi thấy ngũ uẩn dây không, mà thấy ngũ uẩn dây không là vượt qua tất cả các bạn. Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, không còn khổ ách nào nữa hết. Nếu thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô, là không có gì, thì không có cái thứ khổ ách nào nó làm cho đau khổ được. Bởi vì hễ là trời xanh thì không có mây đen, mây trắng, mây vàng, mây xám, mây đục để làm ra bão tố. Mà khi nào có bão tố là khi đó không có trời xanh. Địa tạng chân như tâm, địa tạng là tâm, là tâm địa, là chân như tâm địa mà xuất hiện thì không có khổ nào làm khổ cho ta được. Địa tạng phò ai tự giải nguy, minh châu tích tượng bất trương ly. À, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng nào cũng vậy. Ta tưởng tượng ra, ta hình dung ra, ta biểu trưng ra. Biểu trưng ra là đã là Bồ Tát là U Minh Giáo Chủ thì cái tay, một tay cầm cái viên Minh Châu, một tay cầm cái tích trượng. Đó là ta nói cái cách như vậy để biểu trưng nó ra vậy đó. Minh Châu tích trượng bất tương ly, phóng quang xoay khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ. Đây tay trái thì cầm viên Minh Châu để trên bàn tay, mà chúng ta thấy người ta tạc cái hình địa tạng là thế đấy. Tay mặt thì cầm cái tích trượng, hai cái đó gọi là cái bửu bối. Bởi vì nói tới khổ đau ngục tù thì nói tới sự đen tối, nói tới cái danh từ vô minh. Tất cả cái nguyên nhân khổ đau là đều là do vô minh.
Vô minh nghĩa là không có sáng, mà không có sáng tức là đen tối. Mà không sáng đen tối tức là ngu si. Do vậy mà chỉ si tham sân si, chỉ si trong Phật giáo tức là chỉ vô minh đấy. Chỉ si cái nghĩa không bao trùm, không rộng rãi bằng nói cái chữ vô minh. Si tức là vô minh, nhưng mà nói vô minh thì là nó bao quát trùm khắp đầy đủ hơn là nghĩa của chữ si. Vì vậy mà về bên mặt luận học, về kinh thì ta gọi là tham sân si là tam độc. Nhưng mà về mặt luận học của Đại thừa Phật giáo ấy, thì người ta nói là tham sân và vô minh. Chữ vô minh nó bao trùm nghĩa, không còn sót một thứ nào. Vì vô minh đó là không sáng, mà không sáng là tối. Vì là tối đen như vậy, cho nên mới không được, không nhận thức được cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiện, cái nào ác, đều không biết. Không biết gì hết, là tại vì là đen tối mà đen sống trong đen hù, đen mò, đen mịt. Do vậy mà cái người mà đã bị vô minh dày đặc như vậy đó, đen hù, đen mò, đen mịt như vậy đó, thì không có cái việc tội ác nào không dám làm. Không có cái đường trong gai nào không dám lội, không có cái hầm hố nào mà họ không họ cần phải tránh. Họ không cần tránh. Là tại vì họ không biết cái đó, chỗ đó là hầm hố. Tại vì họ không biết cái chỗ đó là trong gai. Tại vì họ không biết chỗ đó là nguy hiểm. Cho nên là họ lội càng ở trong cái chỗ nguy hiểm, họ lội càng trong cái chỗ trong gai, họ lội càng trong cái chỗ hầm hố. Tại vì sao vậy? Tại vì họ không có thấy đường, tại vì không có ánh sáng. Vô minh nó cũng như vậy. Vô minh nó tạo ra tất cả những cái nguyên nhân của đau khổ là tại vì nó không biết được những cái chánh, cái chơn, cái thiện, cái phước lành. Nghe ra vậy mà tâm địa của mình mà xuất hiện thì là mình hết khổ đau, hết sự các cái thứ nguy nan. Để cái đó đó mà thiền định, cái đó đó mà tu đó. Tu là vậy đó, tu là sửa vậy đó, sửa thân, sửa miệng, sửa ý bằng cái hiểu biết của mình. Ngồi dưỡng trí tuệ để có cái hiểu biết để nhận thức. Và chánh chân ngụy đại tiểu thiên nhiên, thiện ác, phải quấy, tốt xấu. Thì mình lấy cái thiện, lấy cái chánh, lấy cái chân, bỏ cái tà, bỏ cái ngụy, bỏ cái tiểu, bỏ cái thiên. Cho nên là tu hành nó cần trí tuệ. Vì vậy mà cái tay của Địa Tạng đó là cầm cái viên minh châu để mà ý nói rằng là sẽ soi rọi để đánh tan tất cả những cái thuộc về đen tối. Bởi vì đen tối nó làm cho mình không thấy rõ đường xa, không thấy rõ những cảnh nguy hiểm. Vì thế mà cần có viên minh châu để soi rọi. Đây thì cái tay cái viên minh châu là vậy đó. Minh châu là để tiêu biểu cho cái trí tuệ sáng suốt. Chứ không phải là cái viên minh châu đó nó có không có, nó phản ra là nó không có thật.
mà dùng cái từ Minh Châu, tức là Hộc Châu sáng suốt, mà cái Hộc Châu đó nó soi rọi hả, phóng quang soi khắp tam thiên giới. Tam thiên giới là gì? Là con người sống là thông thường là nó hành khổ con người. Cái nguyên nhân làm cho con người đau khổ là chỉ có dục giới. Sắc giới, vô sắc giới. Mà nó hành khổ con người ở trong cõi dục là nó cái gì hành khổ? Là cái dục vọng. Cõi dục, dục giới tức là cái thế giới dục vọng, sống trong cái thế giới dục vọng. Dục vọng thì như mọi người ai cũng có thể nghe và hiểu. Dục vọng thì vô số cái, nhiều lắm. Nhưng mà cái gốc của nó là người ta đúc kết ra trong cái từ ngũ dục lạc. Người học đạo thì hiểu quá kỹ rồi, còn cái người không chưa có học đạo sâu cũng có thể hiểu được cái từ ngũ dục lạc. Là đứng về bên mặt phàm phu của mọi người sống bình thường, nó có năm cái thứ vui mà làm cho mọi người ai cũng ham muốn. Năm cái thứ vui gọi là ngủ, ngủ lạc, năm thứ vui. Mà thấy chỉ dục vô nó chỉ dục là muốn, cái là cái có năm thứ vui mà làm cho ai cũng ham muốn. Ta gọi đó là ngũ dục lạc. Đó là tiền tài. Tiền tài thì ai cũng ham rồi. Cái ý niệm mà tham tiền tài đó, cái ý niệm đó, đó nó đi đôi với vô minh. Nó sinh trưởng cùng một lúc lại với cái thân ngũ ấm vừa có. Cho nên ta gọi nó là ngũ độn sử rồi. Ngũ độn. Cái tâm tham đó là khi có con người là nó có kèm theo rồi đó. Nhưng mà nó chưa có phát hiện được. Thành ra cái lúc con nít thì nó chưa sinh trưởng được. Thành ra trong kinh nó gọi là anh di hạnh là tốt á. Chứ còn thật sự là trong cái chất liệu mình là phần sắc chất của cái thân ngũ ấm mà vừa có nó ra là nó có đi theo cái tánh tham rồi. Cho nên là Phật vừa dùng cái từ anh nhi hạnh để ví dụ cho cái người tu tập nên tập cái hạnh anh nhi đó, là cũng là một phương tiện đầu tiên. Chứ còn anh nhi là nó có cái chất liệu thân có mà trước cũng có, cùng đi theo với cái thân ngũ ấm khi mới lọt lòng mẹ. Vì vậy mà cái tâm tham nó có một lượt cái đồng sanh với con người, ta gọi là độn sự, ngũ độn sự. Vừa là kiết sự. Do vậy mà con người sinh ra là có ý tham. Rồi tham mà tham sắc thì ai cũng tham hết. Tham ngũ dục lạc thì trước hết là tham sắc, ai cũng có cái tâm tham. Sắc thì nó có nhiều thứ, nhưng mà tự trung ở trong cái chữ sắc đó, tức là thuộc về cái thành phần nào mà thuộc về vật chất. Tham tài rồi tham sắc ha. Tham tiền tài thì ai cũng tham, rồi tham sắc dục thì ai cũng tham. Mà nói tới chữ sắc á với chữ tài á thì nó thuộc về vật chất,
thì tiền tài thì ai cũng biết rồi, người ta giàu không bao giờ người ta thấy đủ. Cái người nghèo khổ làm ăn tháng con 1,5 triệu thì ta thấy rằng là ước gì được 2 triệu hay là 3 triệu ta bằng lòng lắm rồi. Bằng lòng lắm rồi, gia đình ta có 3 triệu nuôi đứa con nho nhỏ, hai chồng gì ta cũng bằng lòng lắm rồi. Nhưng mà thật sự là có nhiều đó rồi không bằng lòng. Có nhiều đó không bằng lòng, thậm chí có người tháng có 5 triệu cũng chưa hề có bằng lòng. Đó là ý nghĩa tham tài. Mà tham tài có nghĩa là tham sắc ở trong đó, bởi vì nó là thuộc về cái phần thành phần vật chất. Ai cũng tham hết. Rồi cái thứ hai là tham sắc. Sắc nó có hai thứ sắc. Một là hình sắc, hai là hiểm sắc. Hình sắc là ví dụ như mình tham tất cả những cái gì thuộc về vật chất mà nó đẹp. Nó đẹp rồi mình cho nó là quý. Nó vừa quý mà nó vừa đẹp vừa quý. Thì đó là thuộc về hình sắc, thuộc về vật chất. Trong đó có con người. Con người giữa nam và nữ cũng yêu nhau, cũng là lựa cái sắc đẹp và mình cho là đẹp, mà đẹp là quý, quý là phải đẹp. Thế thì trong cái sắc nó có vật sắc và con người. Vật sắc là chỉ cho cái vật sắc vô tri, còn con người thì nó là hữu tình. Thế thì tham sắc nó có tham hữu tình và vô tình, cái sắc hữu tình và cái sắc vô tình. Rồi nó còn có cái sắc là hình sắc và hiển sắc. Ví dụ như mình mua cái bộ đồ quần áo thì các bà các cô thì người ta chọn cái màu sắc, nó nhiều thứ màu sắc mà người ta cần lựa, ta thích cái nào ta lựa cái này, đó gọi là ta thích, ta tham về hiển sắc. Còn như cái tấm của người nam ở bên nam thì về mặt hiển sắc thì họ ít có màu mè, họ ít có thích cái màu mè. Thành ra hiển sắc thì họ nhẹ hơn. Còn bên nữ thì tham cả hình sắc và tham cả hiển sắc. Đó là nói về cõi sắc, nói về ngũ dục thì tham tài, tham sắc và tham danh. Tham danh là cái gì, cái dục lạc về danh này nó là cái gì, nó lạ lùng, nó màu nhiệm lắm. Mà nếu mình có tu học, có tham thiền rồi mình mới thấy cái này lạ lùng lắm. Cái tham tài là tham về sự nghiệp và tham về hình sắc hiển sắc thì còn có thể dễ hiểu, cách nghĩa không khó mấy. Mà cái tham danh này là một cái lạ lùng vô cùng. Tiền của dư giả rồi, ăn uống đầy đủ rồi, ở yên sung sướng rồi, mà không thỏa mãn, không bằng lòng với cái đó, cần có cái danh nữa. Mà nghiên cứu cho kỹ, có lẽ là hãy có danh thì nó mới làm ra được lợi gì dễ hơn, có lẽ vậy. Chứ kỳ thật cái danh không là cái gì hết. Người ta nói mình là ông quận trưởng, người ta nói mình là ông tỉnh trưởng, người ta nói mình là ông bộ trưởng, người ta nói mình là ông thủ tướng, thì thiệt ra nó chẳng có thêm cái gì hết. Nhưng mà có thể mình nghiên cứu cho kỹ là nó thêm cái đó là gì, mình có quy, mình có quyền. Rồi mình làm ăn trong cuộc sống của mình là mình có thể quy quyền, rồi mình áp bức, rồi mình trừng phạt, hoặc là dùng thế lực người ta sợ mình, thì mình làm ăn nó dễ, nó có tiền hơn, có lẽ vậy. Chứ thiệt là cái danh không thì
gắn vào bằng cái danh không mà không có làm ra tiền thì chắc cũng không ai ham. Có thể là do danh mà nó làm ra lợi. Cho nên danh không là cái gì hết mà người ta không buông bỏ cái danh được. Vậy khi sự nghiệp tiền tài trong cuộc sống là thừa thải rồi đó, nhưng mà vẫn còn muốn danh, là tại vì đây là mình nghiên cứu thôi, mình xem thiền thôi, là tại vì danh để nó đem ra cái lợi. Nhờ có danh mà được lợi, do vậy mà người ta tham tài rồi tham sắc lại như nói đó, các nghĩa là dễ thì dễ các nghĩa đó, mà tham danh là khó các nghĩa. Nhưng mà truy nguyên tham thiền ra thì mình thấy là tham danh không phải là tham danh, mà tham danh để cũng tức là tham tài và tham sắc. Cho nên người ta tham danh tới chết cũng không thôi, thậm chí là vì tham danh mà chết, mà đấu tranh nhau, mà tranh giành nhau, rồi tự diệt nhau bằng cái danh chứ không phải bằng tài bằng sắc. Tài sắc thì chết vì đói vì khổ mà kiếm ra tài để nuôi cái sắc thì còn dễ cắt nghĩa, mà cái danh là rất là khó cắt nghĩa. Mà thiền định thì mới thấy rằng là chính vì là cần danh để có tài, để được sắc. Đó là cái tham, cái dục lạc thứ ba là tham danh. Tham thịt tham ăn là dễ hiểu rồi, ăn là ăn cho ngon, ăn cho nó có nhiều chất dinh dưỡng để cho nó khỏe thì cái đó dễ hiểu rồi. Tham thịt ai cũng tham. Tham thùy là tham được rảnh rang, được nghỉ ngơi, được chơi bời, được thỏa mãn theo đáp ứng theo cái ý muốn của mình. Chứ thùy nghĩa rộng đó là vậy đó, được thỏa mãn. Thỏa mãn về tài, về sắc, về danh, về thực. Bốn cái kia có thỏa mãn rồi thì được nghỉ ngơi, được chơi bời, được phóng túng theo nó, theo những cái đó. Thế thì là ở cái cõi dục của nó có gọi là ngũ dục lạc là vậy đó. Năm cái món đó là vui chứ không phải là chứ không phải là không vui. Nhưng mà điều nó không có thoát khỏi được cái sự khổ. Vì thế mà cái chữ phóng quang soi khắp tam thiên giới, đó. Tam thiên giới là tam thiên đại thiên thế giới, thì trong đó nó có cái cõi dục là vậy đó. Là cái cõi dục này thì nên tham thiền để cho hiểu cho nó kỹ, nó không có ranh giới nào hết á. Bất cứ là nước Việt Nam hay là nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh, nước Úc, nước Hà Lan, nước Thụy Điển, nước Phi Châu, năm châu, và nói rộng hơn nữa là ngoài cái hành tinh của con người mình ở, là các hành tinh khác, các thiên thể khác mà có chúng sinh ở, mà nếu mà còn đam mê những cái đó thì những cái hành tinh, những cái thiên thể đó, những cái thế giới đó cũng đều gọi là thế giới, gọi là dục giới cả. Chứ không có rành. Cái đó là học khó đó, không có tham thiền là nói không có trúng. Người ta vẽ cái cõi dục, có những vị pháp sư cũng là pháp sư đó, mà người ta tưởng tượng ta vẽ cái cõi dục đó từ tầng, từ tầng, từ tầng vậy đó. Tứ duyên thiên, đau lợi thiên, giả ma thiên, đau sức đạo thiên, quá đạt thiên, sai quá từ tại thiên. Ta vẽ từ tầng vậy đó. Người ta nói rằng là sáu cái cõi dục đó là ở trên đất. Dễ vậy là không trúng. Cái đó tưởng tượng không trúng. Bởi vì cái tưởng tượng cũng có nhiều người tưởng tượng khác nhau. Vì vậy cho nên là tôi xin thông báo với Phật tử gần xa biết rằng là cái giáo lý của Đạo Phật nó có những cái lúc mà nó chia ra thành 20 bộ phái. Hơn nữa, nhưng mà người ta gom lại những bộ phái mà đưa ra cái lý lẽ để bảo thủ, để chấp bắt là cái bộ pháp có thể để vô một cái thành phần khá nổi cộm á, là 20 bộ pháp tranh chấp về cái ý nghĩa, về cái tư tưởng, nhận thức nó khác nhau. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì người ta gom lại là có
có ba là cái ba hạng mà có thể chấp nhận được, là cái nguồn tư tưởng của tiểu thừa, nguồn tư tưởng của trung thừa, nguồn tư tưởng của đại thừa. Chứ còn kỳ thật là không phải ít đâu. Cho nên là chẳng hạn như tam giới mà người ta giảng tật, người ta giảng nghĩa là không có lý luận được, nhưng mà cũng có người ta tưởng tượng sai như vậy. Còn mình thiền định mình thấy rõ rằng là cái từ mà cõi dục đó nó không có ranh giới gì hết. Bất cứ nước nào trên thế giới, chẳng những ở trong cái hành tinh là địa cầu, mà vô vàn cái cầu khác, cái quả cầu khác mà có chúng sinh ở, mà còn đam mê tiền tài sắc dục danh vọng địa vị và ham ăn ham ngủ ham chơi, tài sắc danh thực sự, thì đều gọi đó chúng sinh đó là chúng sinh đang ở trong cõi dục, vì chúng sinh đó không có sung sướng. Ngũ dục lạc, chỉ lạc thì có vui, nhưng mà cái vui đó nó tạm bợ nhất thời. Cái vui đó đem tới cái nguy cơ tàn hại cuộc đời cũng có. Thí dụ như cái vui uống rượu, vui đó chứ. Nam tánh thì thích cái chất nóng nảy cay vậy đó, uống rượu thích lắm đó chứ. Nhưng mà rồi cái vui đó nó đem tới nghiện ngập. Nghiện ngập rồi thì có thể là thanh bại danh liệt là do rượu. Cho nên cái vui đó nó không có được bền bỉ. Thuốc lá hút cũng vui đó chứ. Những nhà văn, những nhà thơ thường thường trước kia, bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ là bây giờ trên thế giới tôi nhận thức là trong cái khói thuốc lá tôi có mấy ngàn chất độc ở trong này. Cho nên bây giờ là người ta có giảm bớt khá nhiều. Nếu còn số cũng còn, nói rằng là không có thuốc lá là không làm được việc. Không có thuốc lá là không làm ra văn, không viết là văn, không viết là thơ, không làm nhạc được. Thế thì những người đó đều là bị cái tai họa của thuốc lá hết, không thọ. Nhưng mà nó cũng sướng đấy chứ. Nó cũng là một cái thứ dục lạc, nó làm cho người ta thích, người ta sướng, người ta cảm thấy sung sướng. Rồi cái tệ nhất nữa là cái ma túy. Ma túy thì cái từ của nó phát xuất từ cái cây anh túc, cái cây cần sa, cây anh túc đó. Mà người ta bào chế ra bây giờ cỡ như tu vậy thì nói cái tên của cái mà họ chế biến ra là mình không nói tên hết được. Những nhà khoa học mới nói hết được. Nên là nó chế ra những cái thứ thuốc kỳ lạ, những thứ hút kỳ lạ, hít kỳ lạ, chích kỳ lạ, mình nói không hết được. Những cái đó là những người mà họ hút, họ hít, họ chích, họ cũng thấy sướng lắm đó chứ. Sướng ghê hồn đó chứ. Nhưng mà có cái sướng nó không có bền. Cái ngũ dục lạc, cái sướng của ngũ dục lạc nó không có bền. Vừa tài, vừa sắc, vừa danh, vừa thực, vừa phải. Năm cái thứ dù đó đều không có bền. Cho nên là ghép nó vào ở trong cái dục giới là vậy đó. Dục giới là cái sướng nó không có bền. Phải ra khỏi cõi dục mà đưa cái sướng đó của thiền định, của trí tuệ thì nó mới bền. À, cho nên là cái này ta để ý cái chữ mà thông qua soi khắp tam thiên giới đó. Đó là tôi nói về cái cõi dục là vậy đó. Còn cái cõi sắc là gì? Cũng nói giống như vậy. Bất cứ những chúng sanh đó, con người đó ở trên hành tinh nào, thiên thể nào trong vũ trụ bao la mà còn đam mê vật chất, chỉ sắc tức là vật chất đấy chứ, còn đam mê vật chất, còn thích cái đẹp của vật chất, là chúng sanh đó vẫn còn bị khổ. Bởi vì nếu còn đam mê vật chất, còn thích cái đẹp của vật chất thì người đó cùng với cái cõi dục nó kề cận nhau không có gì khác. Bởi vì chữ đam mê, chữ luyến ái, chữ thích thú giữ gìn nó thì cũng là một thứ dục. Do vậy cho nên là cái người đam mê vật chất là tự trong đó nó có dục rồi.
thành ra cõi sắc. Nhưng mà có cái là cái dục nó nhẹ hơn, cái dục nó nhẹ hơn, đam mê vật chất nhưng mà không bị vật chất nó sai sử nhiều như là người cõi dục. Người cõi dục tức là đam mê về dục, còn cái người cõi sắc thì là thích vật chất nhưng mà không đến nỗi đam mê cực độ như người cõi dục. Vì thế mà gọi cái hạng người đam mê vật chất là hạng người sắc giới, là ở trong cái thế giới vật chất, đam mê vật chất. Thì cái này mình cũng phải thiền định thì mình biết à, ở mình còn đam mê vật chất là mình còn khổ à. Ví dụ như tài sắc danh thực thì mình nhẹ rồi, mình không đam mê, mình không lưu luyến, mình không tham cầu nhiều là mình nhẹ rồi đó. Nhưng mà mình còn đam mê, nổi cái đam mê chơi kiếm thôi, chơi kiếm đẹp thôi mà mình mua kiếm ở trong nước, rồi mua cái cảnh ở ngoài nước, rồi thứ mắc tiền đem về. Mà thứ mắc tiền đem về rồi thì phải phân, phải bón, phải sửa sang, rồi phải tỉa cành tán, tỉa cành nuôi tán rồi đó. Mình nổi cái chơi kiếm thôi là nó đắc cực rồi. Chứ đừng nói chi mà mê ngọc ngà châu báu để trang điểm cho cái nhà nó thật là lộng lẫy, thật là nguy nga, thật là sáng lệ, thì là mình mê cái vật chất kiểu đó là mình đã cực rồi. Thành ra là trong cái mê sắc thì nó ở trong sắc giới thì nó kề cận với cái dục giới không có xa. Do vậy mà chúng sinh nào mà còn mê tham mê về vật chất cũng chưa có sướng được, không sướng được. Nếu nó nhẹ hơn là chúng sinh đam mê về ngũ dục lạc. Cái này mình học, mình thiền định rồi để mình rút ra chứ mình ra khỏi lần lần chắc. Ta tu, ta gọi là tu để xuất ly tam giới, là cái ý nghĩa đi lần lần để làm được, ta bỏ được chứ không phải là không được. Hàng ai là hết là ta bỏ hết rồi, ta ra khỏi cõi dục được. Vì ta không đam mê tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, nghĩa là tài sắc danh thực thì ta không mê nữa, là ta ra khỏi cõi dục. Rồi đam mê vật chất ta không đam mê nữa, mê cái đẹp của hình sắc, của hiển sắc ta không đam mê nữa. Ta nhất bác thiền gia phạn, cô thân dạng lý du, ví di sinh tử sự. Người ta tu thiền tu quán để ta bồi dưỡng trí tuệ, đó là chỉ duy sinh tử sự. Rồi ngoài ra là đi khất thực, ăn ai hỏi gì nói nấy, giúp đỡ người ta, gọi là giáo hóa độ xuân thu. Thì cái người xuất gia người ta có cái vui vậy đó, người ta không có bị ngũ dục lạc hoành hành, người ta không bị vật chất hoành hành lôi kéo dẫn dụ đam mê để nhẫn chìm trong đó. Thế thì ta ra được hai giới ha. Rồi còn cái giới thứ ba nữa đó, cái giới thứ ba tức là vô sắc giới đó. Vô sắc giới thì cái vô sắc giới mà mình bị mới là uổng quan mạng á. Có dục chứ có sắc nó tương quan với, nó gắn liền với cuộc sống của mình, thì mình bị nó nhận chìm, nó bị nó mê hoặc, nó bị nó lôi cuốn, thì cái khổ còn dễ cắt nghĩa được. Còn cái vô sắc giới mà mình để cho nó hành hạ mình, nó tiêu diệt cuộc đời mình mới là lãng nhất, mới là uổng chứ. Thế thì vô sắc giới là cái gì? Thế giới đó ở đâu? Cũng ở đây chứ không ở đâu, cũng ở trong năm châu của mình đây. Nó riêng về cái quả cầu, địa cầu này thì nó ở trong năm châu đây. Vô sắc giới nó cũng ở trong năm châu. Và nếu các hành tinh thiên thể khác trong vũ trụ ba la mà có những chúng sinh mà sống bằng cái cấp như vậy cũng gọi là vô sắc giới. Cho nên vô sắc giới nó cũng không ở trong một phạm vi thước tất nào để đo, kể cả lấy ánh sáng đo cũng không cần. Nó khắp cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Đó là những chúng sinh mê tín
Mê tín là gì? Là tin một cách không sáng suốt, mê muội. Đấy. À, ví dụ như có những bài thơ mà tôi đã làm để nhắc nhở những người đệ tử Phật đấy. Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Trong cuộc đời mình lễ bái ông gì, lễ bái ai, thật ra mình nói không có được. Mình nhớ tùm lum vậy đó. Có những người nghĩa là không biết bao nhiêu tưởng tượng trong đầu, không biết bao nhiêu ông gì mà nói ông gì bà gì nói trong đầu tưởng tượng, họ tưởng tượng không hết đâu vậy. Cho nên giờ lễ bái mà không biết lễ bái ông gì, lễ bái ai, cứ lễ bái vậy, cứ tưởng tượng rằng bề trên có là ông đó, ông đó là đấng bề trên, là đấng thiêng liêng, là đấng siêu hình, là đấng siêu nhân siêu nhiên gì đó, cứ tưởng tượng vậy đó. Tại đây lễ bái nhiều lắm mà không biết ông gì, không biết lễ bái ai. Mà lễ bái nó đi đôi lại với cầu nguyện. Thành ra bao năm lễ bái là bấy năm cầu. Mà bắt đầu có lễ bái thì có cầu nguyện, có giáng sinh. Giáng sinh nó, cầu nguyện nó đi đôi với lễ bái. Bao năm lễ bái bấy năm cầu. Khấn cầu không được, ở đây cái bài thơ này ta xác định là khấn cầu không được. Kể cả những nhà sư mà đi tụng chuyên môn tụng cầu an cho ba tánh, mà tới khi mình bệnh, mình đau, niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm những người mình khấn cầu cho người ta mấy chục năm nay đấy, mình kêu, mình nguyện hết khấn cầu, khấn cầu không được, hên xui mạng. Nếu khấn cầu mà được thì ai để cho mình xui, phải hên dài dài suốt đời vậy. Khấn cầu không được, hên xui mạng. Uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Bệnh tật mình nguyện cho hết bệnh không được. Uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Uổng quá ông nào nhận lễ tao, nhận lễ tao mà không phù hộ cho tao, tiền tao toi mà bệnh tật vẫn cứ bệnh hoài, bệnh tật tai ương hoài, còn hoài. Khấn cầu không được, tai ương mãi, bệnh tật mãi, hên xui mãi. Thành ra cuối cùng là tiếc nuối, uổng quá tiền toi mà bệnh tật vẫn mang. Thành ra là cái cõi mà gọi là cõi vô sắc giới là cái tâm mê tín, tức là tin bằng một cách không có trí tuệ, không có sáng suốt, gọi là mê. Còn tin mà có lý luận, có cụ thể, sáng suốt thì gọi là chánh tín. Cho nên đạo Phật là ta cần cái chánh tín, cái tin ở trong đạo Phật là cần chánh tín, phải loại trừ mê tín. Mà rất tiếc là trong cái hàng đệ tử Phật chưa có nhiều cái thành phần chánh tín, chưa có nhiều mà mê tín còn nhiều dữ lắm. Bởi vì cái mê tín nó đúng ra cũng phải là người ta muốn mê tín chi, nhưng mà tại vì là cái xã hội nó không lành mạnh, nó chưa văn minh, rồi gặp thầy cũng gọi là thầy cũng chưa sáng suốt, gọi là thầy tà, rồi gặp người bạn cũng chưa có bạn sáng suốt, thành ra là bạn cũng mê tín cũng gì đó như mình đó mà. Thành ra gặp thầy tà, rồi gặp bạn mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, rồi vì cái xã hội có chưa văn minh, chưa hiện đại, chưa sáng suốt, cho nên là không có đào tạo được cái trí tuệ để nhận thức về chân lý. Vì vậy mà do thầy tà, là do bản xấu, là do xã hội không lành mạnh, mà nó làm cho
nó dung dưỡng cái tánh mê tín của con người, của con người nói chung là trên thế giới, nói chung là trên thế giới. Cái tánh đó là cái tánh mê tín dị đoan viễn hoặc quan đường, nó nói chung là cả thế giới. Trừ ra cái thế giới nào mà may mắn gặp được cái tôn giáo có cái tín ngưỡng chân chính đó, thì người ta bồi dưỡng, người ta đào tạo ra thì mình mới nhận thức được cái chân lý mà thôi. Còn bằng không là bởi vì cái con người đó có cái tự ti mặc cảm, tự thấy mình yếu đuối so với bão tố, so với lửa cháy, so với nước lũ, trời mưa, sấm sét, cho nên là mình sợ hãi. Cho nên sấm sét rồi mình cũng bất lực với sấm sét, trời mưa lớn quá mình cũng bị chết, gió bão lớn quá mình cũng sập nhà, mình cũng bị chết, nước biển mà dâng nhiều cũng chết. Do vậy mà mình sợ hãi trước cái vũ trụ thiên nhiên. Rồi mình nghĩ rằng là đó là do các ông gì đó ở bề trên đó, họ làm ra mưa lũ, thành ra mình giái nguyện sao cho cái ông gì đó giúp đỡ mình tránh khỏi cái mưa lũ. Rồi mình giái cái ông gì đó đừng có xét đến ngay nhà tôi, rồi giái cái ông gì đó đừng có đổ mưa nhiều quá sập nhà tôi, rồi giái cái ông gì đó đừng làm cho lỡ đất, giái cái ông gì đó làm cho tôi không có bệnh, cho được mạnh giỏi luôn luôn. Thành ra mình tưởng tượng vậy đó, chứ kỳ thật cái đó không phải. Theo đạo Phật đó thì không có ông gì hết, không có gì ông gì làm cho mình bệnh hết, không có ông gì làm cho mình bị lỡ đất, không có ông gì làm cho mình bị sập nhà, không có ông gì làm cho là sét đánh sập nhà, không có ông gì làm ra gió. Mà cái đó là cái hiện tượng tự nhiên, nó kêu bằng nó sự diễn biến của cái quy luật vô thường. Nó là sự diễn biến, nó là cái biểu hiện của sự vô thường. Mà là cái sự vô thường đó là nó kết tụ ở trong những cái sự chuyển đổi đó. Mà sự chuyển đổi đó nhỏ thì mình gọi là chi mạc vô thường, vi tế vô thường, sinh diệt vô thường. Còn cái lớn như vậy đó thì mình gọi là bão, mình gọi là sóc, mình gọi là động đất. Chứ đó là biểu hiện của sự vô thường, của cái chân lý vô thường mà trong đạo Phật dạy. Trên không phải là thiên lôi đã. Hồi xưa người ta nói có ông thiên lôi được, có cái lưỡi tầm xét. Cái đó là một sự quan đường quyển hoặc mà mình sợ hãi quá rồi mình đặt ra vậy. Mình tưởng tượng, bởi vì nếu không có cái búa mà đánh thì làm sao mà chết người. Mà tét cây, thiên lôi gọi là xét nó xỉa luôn cây cổ thụ vậy, là tét sập cả phần nửa cây, xẻ hai cái cây ra. Thành ra người ta tưởng tượng là có một cái người mạnh ghê gớm cầm cái búa chẻ cái cây. Chứ kỳ thật không phải. Bây giờ thì ai cũng biết rằng đó là cái tác dụng của một sức điện ghê gớm ở trong vũ trụ. Âm dương nó chẳng nhau, khạc ra cái thứ điện đó. Xía đâu là chết đó vậy, chứ không có phải ông gì hết á. Rồi cũng như nước vậy đó, nước người ta gọi là bà Thủy. Tại sao không nói ông Thủy mà lại nói bà Thủy? Thì tự người ta đặt ra vậy đó. Nước nó lớn lên người ta nói bà Thủy. Xét đánh là gọi là ông thiên lôi. Rồi đất mà sụp hồi xưa đó gọi là cù vậy. Cù ở đâu? Con cù là như thế nào cũng không ai biết. Mà người ta nói cù vậy á, nó lỡ đất nó sụp đất là gọi là cù vậy. Cho nên mình sợ như vậy đó là mình sợ đó, cái đó ta gọi là vô sắc giới. Ở trong một cái thế giới không có hình sắc. Mà cái quy luật vô thường của sự vật hiện tượng nó chuyển biến như vậy, nó sinh ra như vậy, rồi mình gọi là ông này ông kia ông nọ đó, mình đặt tới cả ngàn thứ ông thứ bà, rồi mình lại, rồi mình cúng, rồi mình giái, rồi mình khấn, như vậy đó là thuộc về cái thành phần vô sắc giới đó. Đó là nói rộng nha, còn nói hẹp á là ngũ quẩn của mình, mà cái thân ngũ quẩn này chết rồi đó thì tự nó tan rã,
thân tứ đại, đại nằm tả gì cho đại nấy, thất đại địa thủy quả phong không kiến thức thất đại, thì cái đại nào nó tan rã nó trả về cho cái đại nấy. Thì sau đó các cái đại đó nó cũng tùy nhân duyên mà nó tìm, tự nó tìm rồi tự nó gặp nhau rồi tự nó hòa hợp, thì nó có ra cái thân thất đại khác, cái thân ngũ quẩn thất đại khác. À, giống như là nước cù vậy, gọi là cù vậy đó ha, đánh rồi nó sụp vậy đó, nó sụp vậy chứ mình nó đem đi chỗ khác nên nó bồi cho, nó không có mất gì đâu hết trơn. Ừ, cho nên cái đất đó này, coi nó sụp nó lỡ vậy đó mà không có mất gì đâu hết, khi nó tan rã ra rồi nó đem đi chỗ khác, nó bồi chỗ khác. Thân này cũng vậy, thất đại trả gì cho thất đại, sau đó nó hợp lại nó thành nữa, mà mình không chịu vậy. Mình nói rằng có cái hồn ngủ ấm vô ngã, ngủ ấm dai không, vậy mà tưởng tượng rằng là còn có cái thức ấm để nó thành ra cái hồn. Cho nên một mặt thì mời thầy chùa cầu cho cái hồn đó giáng sanh cực lạc, một mặt là lôi cái hồn đó, cũng nhờ thầy chùa lôi cái hồn đó trở về ngồi trên bằng linh đó để cúng quải từ một thất cho tới mười thất. Mười thất tức là giáp năm và bản khó, đó là mười thất đó. Mười lần cúng thập địa vậy đó. Thế thì cái chuyện mình tin Nguyễn hoặc quan đường như vậy rõ ràng là mê tín, là tin tin một cách mê muội đó, là mình gửi hồn mình ra trong gọi là vô sắc giới đó. Một cái lạ lùng là cầu nguyện giáng sanh rồi mà vẫn lập bàn thờ để mà kêu về đó mà ăn là ăn sao? Thằng nào đi bên cái Tây Phương Cực Lạc, còn thằng nào ngồi đây mà phải ăn? Mà phải tốn kém thôi mà. Nhà khá giả thì một mâm cơm không bao nhiêu, chứ người nghèo mà cúng một mâm cơm mà cho coi cho được đó là phải tốn kém. Mà học trò, con cái không có tiền thì học à, quần áo không lành à, mà để dành làm đám dỗ như vậy đó, là cái đó là mình tin về vô sắc giới một cách quan uổng cho cuộc đời, tin hoàn toàn nghịch chân lý, kể cả đại người đạo Phật. Các hòa thượng thượng tọa là tu là ngon lành rồi đó, thì phải là chiêu diêu chân pháp giới, khoái lạc bảo liên tùng, khoái lạc bảo liên đài, mình ngồi trên đài sen á, mình chiêu diêu cái chân pháp giới đó. Cái thế giới gần như vui thanh tịnh á, gần đây còn lập cái bàn thờ là tốt mặt kiệu của sảnh, lư đồng rồi chuông rồi mỏ rồi lục bình đẹp rồi chân hoa mỗi ngày mình làm cái đó. Vậy là cái gì? Ông nào đi tiêu diêu chân pháp giới, ông nào khoái lạc bảo liên trùng, còn ông nào ngồi trên cái bàn linh đây, gọi là cái bàn linh mình thờ cúng lên đình mỗi năm đây, mình kêu còn nhạc đấy chứ, cúng mà lại không có nhạc là không ăn đấy chứ, phải rước thầy chùa rước rồi thầy cúng rồi lại rồi năm bảy ông rồi bốn năm ông đần cò đần kìm đần xếp thổi kèn nữa để mới chịu ăn. Còn hồi sống đó thì cho một mâm cơm ăn được, còn bây giờ chết rồi là ăn là phải có nhạc nữa, là tốn bao nhiêu tiền của gì vậy mới chịu ăn là sao, làm sao cách dễ được. Thế là mình gửi gắm cái hồn mình trong cái thế giới vô hình gọi là vô sắc giới đó. Thành ra cái tay của ông Địa Tạng mà cầm á, cầm cái viên minh châu là để rọi cái đó đó, rọi phá tan cái u mê ám chướng không cắt nghĩa được đó. Bởi vì sống ở trong những cái ý niệm quan đường quế hoặc mê tín gì đang không cách nghĩa được là mê tín tức là minh đồ. À, vì vậy cho nên là cái bài hô chuông ha, gọi là kể chuông á, chung cho câu bảo kệ cao năm màng. Thương ơi.
thiên đường, hà triệt địa phu hoàng. Hòa mình giáo chủ cứu khổ bổng tông, là cái câu đó là quan trọng đó nha. Cứu bạc minh đồ đại thánh địa tạng dương bồ ở tát đây u minh giáo chủ. U minh chữ u là rậm rạp, là tối đen, chữ minh là tối đen, chữ u là rậm rạp. Cảnh là địa tạng Bồ Tát là giáo chủ của cái thế giới tối đen rậm rạp mê tín dị đoan. Các vị học chữ nho biết là chữ u là nó vẽ cái chữ, người ta vẽ cái chữ u và tượng hình nha, nó một đống tùm lum bên trong đó. Nó giống như là một cái bồ và đựng toàn là dây nhợ chằng chịt ở trong, ở trong cái bồ đó vậy đó. Cái bồ, cái bồ ví, ví lúa đó, đựng một bồ và toàn là dây nhợ chằng chịt ở trong. Chữ u là tôi viết chữ vậy đó. Nếu mà có bản đen là tôi viết cho các vị coi chữ u. Thì còn chữ minh nữa vậy đó. Chữ minh nó tả ra cái mặt trời, nó có cái tia nhật ở giữa, còn ở trên là bị phủ cái một cái gọi là cái bộ mịch. Bộ mịch tức là cái bộ dằn ở trên đó, nó đè ụp cái mặt trời. Rồi ở dưới đó thì chi nhật là có cái ngang đó, là thành cái đá. Rồi dưới có hai cái chân, tức là cái mặt trời buổi sáng mà bị trùm ở trên một cái lớp bao phủ dày đặc, giống như mình lấy cái tấm bạc mà mình trùm một cái đống gạo, đống lúa vậy đó, mình đẩy lúa trời mưa vậy đó. Thế thì chữ u minh là vậy đó, là cái cảnh tối tâm bị trùm đẩy kín mít, trong đó dây nhợ chằng chịt, nghĩa là không có cái gì ra cái gì hết. Và mà Địa Tạng Bồ Tát là giáo chủ của cõi u minh. Cõi mình đây là cái cõi trung tâm của chúng ta, cái cõi đen tối mê hoặc quan đường, không có một chút lý giải được. Địa Tạng là u minh giáo chủ. Người nào mà tâm hồn còn mê muội đen tối chằng chịt là rậm rạp như vậy đó, không sáng suốt vậy đó, là đều là phải nên học với Địa Tạng. Địa Tạng là giáo chủ đấy, nên học nên tu với Địa Tạng để mà giải tỏa những cái cảnh giới u minh đó. Mà Địa Tạng Bồ Tát là bổn tôn, bổn tôn là cái bậc mà cao quý, bậc thầy cao quý đối với những người mà bị sống trong cõi tối tâm mê mờ, gọi là cõi u minh. Cho nên ở Việt Nam có cái rừng gọi là rừng u minh đó. Rừng u minh đang lấy nghĩa đó, là trong đó là dây nhợ chằng chịt, đủ thứ dây nhợ, đủ thứ cây cối, không có trật tự, không có hàng ngũ, không có gì hết. Thì u là vậy đó, rừng u minh. Thế nên Địa Tạng Bồ Tát là vị giáo chủ của u minh. U minh giáo chủ cứu khổ, ngài là vị cứu khổ. Bổn tôn, bổn tôn là cái người cao quý đứng hàng đầu, là cái bậc cao quý đứng hàng đầu để cứu khổ cho những chúng sinh ở trong cõi đen tối mê mờ quan đường, mê tín quyển hoặc gì đó. Đấy, như thế thì cái ông đó là ai? Cái ông đó là tâm ta chứ ai nữa. Chỉ có tâm ta là tự thể của nó là trong sáng, tự thể của nó là thanh tịnh, tự thể của nó là thanh minh, thì mới giải tỏa được cái u đồ đen tối quyến hoặc quanh đường đó.
Đó, thành ra là cái tay mà cầm cái viên minh châu là để phá cái tổ tập đó. Ý dạy rằng là cái người tu đạo Phật là cần phải có cái viên minh châu. Mà Địa Tạng là cái người mà để làm giáo chủ để dạy cho mọi người phá cái tối tâm đó. Đó là nói về mặt là sáng và tối nha, còn nói về mặt về cứng và mềm. Cứng và mềm là cái tay trái của Đức Địa Tạng đó thì cầm cái cây tích tượng đó. Cái gì cứng, cái gì bao bọc, cái gì làm trở ngại nhốt kềm hãm chúng ta, đó là trong cái bài kệ chuông á, ta dùng cái chữ thiết di. Văn tung tinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh ly địa ngục, xuất quả thanh nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nguyện thử chung sinh siêu pháp giới. Đây nha, nguyện thử chung sinh siêu pháp giới. Còn thiết ngơ là vi u âm tất diệu văn. Văn tần thanh tịnh chứng viên thông. Ủa tôi sợ mấy cái này nói không hết. Nói không hết được. Nhiều lắm là nói tới đâu là nó minh mông nghĩa lý. Văn tần thanh tịnh chứng viên thông, cái đó là phải nói tới Đức Quan Âm Bồ Tát nữa. Hô chuông kệ chuông vậy nè, nó có Địa Tạng ở trong đó, nó có Quan Âm Bồ Tát ở trong đó. Thiết vi u ám tất diệu văn này là có đề cập tới ông Địa Tạng nè, là những người nào ở trong cái dòng cái sự bao dây của cái dòng đai sắt, người ta nói nôm na người ta gọi là cái núi thiết vi, chứ không phải người mà nói cái núi thiết vi đó là không có phải, mà thiết vi, chữ vi là vây, viết chữ nho đàng hoàng, chữ vi là vây, giống như nó vây là cái giấc ngục tù của một cái trại, cái khắp lớn vậy đó. Trại khám lớn mà ta đổ bê tông cốt sắt, mà ta đổ cái trại đó là nó chứa được 10.000 người hay là 20.000 người, tùy theo cái số người mà ta cần nhốt, là ta làm một cái hàng rào bằng cái bức thành bê tông cốt sắt. Mà hồi đó đó tôi mấy năm tôi đi dạy ngoài Hà Nội đó, thì trên con đường mà tôi đi từ chỗ chùa Quán Sứ đi ra cái chợ Đồng Xuân á, thì có đi ngang qua cái chỗ đó gọi là cái quả lò. Ở ngoài đó có cái từ gọi là cái quả lò. Nó bắt những nhà cách mạng nó nhốt vào trong quả lò á, thực dân Pháp á. Thành ra là cái quả lò đó là nó đúc chắc lắm, kiên cố lắm. Thành ra cái đó là cái chữ thiết vi đó, tức là cái dòng đai mà có bê tông cốt sắt, để ví cho những cái người mà đang đau khổ ở trong tử sắc tài khí tứ độ tường. Bốn cái phía vách đó là bốn cái phía vách là do tử, do sắc, do tài, do khí. Nó thành bốn cái vách đó, nó giam hãm con người, nó nhốt con người, nó làm cho con người đau khổ cùng cực, là do là sống ở trong tứ độ tường, bị tứ độ tường nó dây hạt. Còn đạo Phật thì gọi đó là thiết vi. Nguyện thử chung sinh siêu pháp giới, nguyện đem cái tiếng chuông này khắp cùng các pháp giới. Thiết vi u ám tất diệu văn, những người nào ở bị bao vây ở trong cái dòng đai sắt đó, trong cái ngục thiết vi này đó, thì nên nghe cái tiếng chuông này. Nghe cái chi? Văn tận thanh tịnh chứng viên thông. Nghĩa là những người mà ở trong bộ thuyết duy này nghe rồi đó, thì cái văn trần đó, mình biết cái văn trần đó, nó thành ra thanh tịnh, nó không còn là trần nữa. Mình nghe cái âm cái đối tượng thanh trần của dĩ căn đó ha,
nó không còn là cái thứ mê hoặc mình nữa. Những cái tiếng đàn, những cái giọng quyển, những cái tiếng nỉ non ai quán, những cái tiếng mà ngọt ngon nó dụ dỗ mình để mình siêu lạc tâm hồn mình đó, không còn nữa, mình được thanh tịnh. Chứ còn không thì mình bị cái nghĩ căn của mình mà mình không chuyển hóa được cái thanh tịnh, thì những cái thanh tịnh nó làm mê hoặc tâm hồn mình. Những cái tiếng than thở nỉ non, cho nên là nói tới là tôi nói nhiều chuyện lắm. Thí dụ như là Đắc Kỷ hồi xưa mà bao nhiêu quân tướng mà chém Đắc Kỷ không được, là tại vì các vị quân sĩ đó, các vị tướng ta đó, nghĩa là đối với văn trần không có thanh tịnh. Cho nên là khi mà sắp đưa quân lên chém rồi thì Đắc Kỷ nó liếc mắt sang nó nói: tướng quân ơi, sao nỡ đành giết chết cho đành. Cái đồi nghe cái âm thanh nó sơn mà nó nhẹ nhàng quá, cái buông luôn hết trơn. Tướng quân ơi, sao tướng quân giết thiếp cho đành, thiếp có tội tình chi mà thưa tướng quân nỡ đành giết thiếp. Cái đồi buông luôn hết rồi, là tại vì cái mình chưa chế phục, chưa làm chủ được cái nghĩ căn của mình bị thanh tầng nó nhận chìm mình đó. Cho nên là cái bài kệ chuông vậy đó, cũng phải tập thiền mới biết, chứ đóng chuông không thì nhận gì. Trời đất ơi, chùa đúng cái chuông đó là 12 tấm cái đem về thì mời mấy bà già mà già lớn tuổi rồi đó, thì vô ngồi đóng chuông để ăn cơm chùa cho có phước không à. Rồi cứ mỗi ngày vậy kêu mấy bà già đó đóng chuông. Rồi chùa tôi ở đó có ông đó, nghĩa là ổng làm ăn hết nổi rồi. Rồi ổng xin vô chùa ổng đóng chuông mà ổng ho sù sù, ổng nhổ nước miếng ở chỗ cái đại hồng chung đó, tôi nói nghe là bữa nào cũng bảy bả vậy đó. Mà nó không có vệ sinh khỉ nữa đó. Dân quê mà, cần gì vệ sinh. Ho sù 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 vậy mà đóng chuông mà nhổ bảy như đại hồng chung, tôi sợ, vô cùng sợ. Bởi vì mình cũng còn hơi trẻ, mình cũng biết chút đỉnh cái vụ mà vi trùng vi khuẩn này kia, mà ông thầy tôi là ông dễ quá đi, nghĩa là ông cứ cho vô đó để đóng chuông vậy, ăn cơm vậy là mình ngán muốn chết vậy đó, mà phải ngán ở chùa. Không phải vậy, đóng chuông không phải để làm cái việc vậy. Đóng chuông là ta nguyện đem cái tiếng chuông này nè, nguyện thử chung sanh siêu pháp giới. Tiếng chuông này là ta hy vọng rằng nó lan tỏa trong các pháp giới, trong vũ trụ bao la. Những người mà bị dây hãm ở trong cái dòng đai sắt, ở trong cái thiết vi, cái tù ngục tù đó, giống như ngoài Hà Nội tôi nói đây là cái giống như cái quả lò đó, là gọi là thiết vi. Tây nó làm vậy, nó nhốt những người làm cách mạng. Mà đây tôi mượn cái giọng đai vậy tôi biết. Mình nên là mình ngồi ở ngoài vậy nè, nhưng mà kỳ thật là mình bị thiết quy rồi đó, mà tại mình không biết đó. Theo đạo Phật thì mình tuy là mình ngồi, mình không có ở trong tù, mà chính mình bị tửu sắc tài khí nó nhốt mình rồi. Mình bị ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, cái đó là cái tường, đó là tường năm phía nhất. Còn nhà nho ta gọi là tửu sắc tài khí là bốn phía nhất. Còn mình nói thì ngũ dục lạc là tửu sắc tài sắc danh thực thùy, đó là năm bức tường. Ta xây thêm nó méo méo chút thì nó còn năm chứ có gì đâu. Rồi ta xây thêm nữa là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, thì thành ra là cái nhà tù nó bảy giáp. Bảy giáp thì gọi là thất tịnh đó. Mình ngồi ngoài vậy đó mà mình bị cái nhà tù hoặc là bảy giáp, bảy cảnh nó bao vây, hoặc là cái nhà tù năm cảnh, đó là ngũ dục. Nhà tù bảy cảnh là thất tình. Nhà tù bốn cảnh là
là tứ đổ thừa. Đây, thành ra là mình ở trong mấy cái nhà tù đó. Vì vậy mà Địa Tạng cầm cái cây tích trượng đó là để đập và vỡ cái đó đó. Mà Địa Tạng tức là tâm địa của mình đó, tâm địa của mình có khả năng đập vỡ các cái nhà tù thiết vi đấy. Cho nên là một vị Bồ Tát như vậy, một cái biểu trưng như vậy để ta dạy một phương pháp tu, chứ không có phải dạy thờ. Thờ mà lại đó, lại mà khấn đó là không có được cái gì. Cho nên là biểu trưng ra cái tượng có thể chấp nhận, có thể chấp nhận tới nhau tới cái mức nào đó. Còn nếu như cái người mà ta, cái người trí thật sự, người ta không cần cái biểu trưng đó. Mà trong kinh nói như vậy là nói bằng văn tự thôi, người ta cũng hiểu rằng là Địa Tạng là cái người mà là Địa Tạng là tâm, mà tâm nó có khả năng đập vỡ những cái nhà tù như là tứ đổ tường, như là ngũ dục lạc, như là cái nhà tù lục dục, như là cái nhà tù thất tình đó. Cái cây tích trại tích trượng đó là để đập vỡ những cái nhà tù đó, mà không cần làm ông Địa Tạng cũng được. Phật tưởng nó có gì đâu, thiệt đâu, mà vô tình để cho người ta khấn ta lại, có hại chứ không có lợi. Rồi còn ông Địa Tạng là cầm cái viên ngọc là để phá về mặt tối, về mặt không gian bị tối đen. Còn cây tích tượng là để đập những cái gì thuộc về cứng, thuộc về bao vây, kềm hãm. Đó. Cho nên là mình phải học cái câu này. Địa Tạng phò ai tự giải nguy, Minh Châu tích trượng bất trương ly. Ông Địa Tạng tu theo cái pháp môn của Địa Tạng, quán chiếu về cái tâm địa của mình thì nó có hai công dụng, là một là phá tan những cái dòng đai thiết di của ngũ dục, của thất tình, của ngũ dục, của thất tình, của tứ đổ thường đó. Minh Châu tích trượng bất đồng liên, phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ. Đây bây giờ là nó tới là một cái là để phá cái ánh sáng, để cái bóng tối của mình ha, là như Minh Châu. Còn cái tích trượng là để đập vỡ những cái gì mà nó ràng buộc mình, mà cái đó nó không qua là ngũ dục, là thất tình, là tứ đổ thường. Nói cách khác là mình phải ra khỏi tứ đổ thường, mình phải ra khỏi ngũ dục lạc, mình phải ra khỏi thất tình, tức là thất tình lục dục, phải ra khỏi cái đó, gọi đó là ra khỏi tam giới đó. Viên Minh Châu để soi đường, rọi ánh sáng phá cái đêm tối của tam giới. Cây tích trượng để đập vỡ những cái gì bị trói chân, bị ràng buộc, bị kềm hãm trong tam giới. Mà đập vỡ được cái đó, đập vỡ được những cái tứ đổ tường, cái ngũ dục lạc, cái lục dục, cái thất tình đó, là mình ra khỏi. Rồi rọi ánh sáng cái nữa ha, thì mình ra khỏi tam giới đó. Cho nên người ta tu hành là ta nguyện, ta hy vọng, ta quyết đi con đường đập vỡ tam giới, là ra khỏi tam giới. Chứ không có cầu ai, tự mình đập vỡ hết, tự mình dùng trí tuệ mình rọi phá hết cái tối của tam giới, cái địa ngục của tam giới. Rồi tự mình đập vỡ hết cái ngục tù của tam giới là một mình, chứ không có cầu nguyện ai được hết.
Cho nên là tổ Quy Sơn ấy, tổ Quy Sơn là ông tổ rất là dân chương rất là tuyệt vời. Tổ Quy Sơn nói là kim sân tiện tu nhất đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý dân duyên bất giữ, chỉ tần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Có nghĩa là đời này tự mình quyết định số phận này, không cần nhờ ai khác, mà có nhờ cũng không được. Cho nên là tưởng liệu bất do việc nhân, nghĩa là tự mình quyết định số phận mình, chứ không nhờ ai được hết. Có muốn nhờ cũng nhờ không được. Ai mà học giùm mình cho được? Mình muốn biết chữ, mình muốn thông minh là tự mình phải học chứ. Mình không học mà mình lại lục cầu nguyện người khác, hoặc là mình xin tiền của ba má, mình đưa tiền lại lục ông giáo sư để mình mua cái đầu của ông sao được. Cho nên là phải do mình thôi à. Mình không ăn mà mình xin tiền của ba má mình, rồi mình đưa cho một người đó, mình nhờ họ ăn, họ mua đồ ngon họ ăn để cho mình no mà mình không ăn, vậy là mình no được không? Làm sao no được, mình phải ăn mình mới no chứ. Cho nên cái tu hành mà mướn các cái thầy Bà La Môn, Sa Môn mà tụng để mà cầu là không mướn được đâu. Nói như vậy mà các vị không nghe được thì tôi cũng không còn biết không còn biết nói sao nữa. Thì tôi chỉ cần muốn chết cho nó rồi, cái kiếp của tôi cho rồi, chứ còn không còn biết nói sao nữa đó. Thiệt tình bây giờ tôi không muốn sống. Sống cái này là quá dư quá đủ rồi. Mà sống mà để mà nghe mà thấy những cái mà nó không bằng lòng thì nó thành ra thì gọi là trần sa hoặc, mà chết tôi chứ. Tôi không tạo tội nữa, tôi không làm khổ cho tôi nữa. Nhưng mà tôi thấy cái người ta tạo tội, thấy người ta làm khổ rồi tôi buồn thì cái đó gọi là trần sa hoặc, tôi cũng không thành Phật được. Thế là tôi lỗ lã hết sức. Mà giờ bảo tôi thấy cái đó mà mình trơ ra như bất động, nếu mình được vậy thì tôi đã thành Phật rồi. Thấy cái đó mà nó như bất động thì tôi đã diệt được cái trần sa hoặc, thì tôi đã thành Phật rồi. Mà hiện giờ là thật sự là tôi chưa thành Phật. Mà tôi chưa thành Phật là tôi thấy cái người ta nói bậy làm bậy, người ta gạt gẫm, người ta lừa đảo phỉnh phờ vậy đó, mình chịu không nổi là mình giảng kinh mình nói tuốt trắng bạch gì hết vậy là thiên hạ ghét. Thiên hạ ghét họ chửi bới mình. Thành ra rốt cuộc là tôi lộ. Vì vậy mà tôi cũng không có muốn sống thêm nữa làm chi. Chết đi tận rồi cái ngủ ấm của mình đó, ở đâu nó trả về đó rồi nó hợp lại cái khác mới hơn cho nó xuống. Chứ bây giờ mệt quá. Bây giờ nghe cái vụ mà ăn cái kiểu cuộc đời này mệt quá, là thấy cũng mệt, nghe cũng mệt. Bởi vì cái lẽ phải sờ sờ vậy mà mình nói bá tánh không nghe, bổn đạo không nghe mới là kỳ chứ. Rồi các cái hàng tăng ni là học trò của mình là cũng không nghe nữa. Cái người nghe không có bao nhiêu hết trơn á. Dạy học trò là ngàn ngàn ngàn, chứ không phải là ngàn, mà là ngàn ngàn ngàn. Mà kiếm cái người mà nghe để quan nghênh mình không có. Có được một vài phần trăm nào đó, 2-3% gì đó, thậm chí là kiếm không ra, lường không được. Cho nên cái đó là cái cực khổ của cái con người. Thành ra có vị sự tỏa nói với tôi thôi thì mình cũng thông cảm, với mỗi người có hoàn cảnh khổ khác nhau. Thế thì tôi bây giờ là tôi không làm chùa là tôi không khổ làm chùa. Tôi không đi xin tiền, tôi không khổ vì cái xin tiền. Tôi không mắc nợ thì tôi không khổ vì cái không mắc nợ. Tôi không ham chức tước gì đó thì tôi cũng không có bị cái chức tước nó sai xử tôi. Thì nó đỡ cái đó rồi, bây giờ là tôi bị cái tầng sao hoặc. Thấy kỳ cục quá, buồn, không thích nghe thấy những cái vậy đó. Những cái lẽ phải sờ sờ vậy đó mà
mà đồng đạo đồng chí với mình, họ họ cự với mình, họ chửi mắng mình, họ không nghe. Rồi những người Phật tử thì cũng có số nào đó thôi, còn bao nhiêu là đa số là nghe không nổi. Người ta nói ta nghe không nổi mình làm gì ta? Nghe không nổi. Người ta chịu lại, chịu cúng, chịu cầu nguyện, chịu dân sinh vậy đó, người ta bỏ tiền ra vậy người ta chịu nổi. Còn cái mà cái lẽ thật vậy đó, người ta chịu không nổi, ta nghe không nổi. Rồi mình làm gì người ta? Cho nên là cái gì đừng đã nói là mỗi người có cái hoàn cảnh, có cái nỗi khổ khác nhau. Tôi nghe tôi phất ý câu đó tôi cười, cười mình vậy. Đúng vậy đó, ai cũng có nỗi khổ hết đó. Cái hàng A-la-hán là có cái nỗi khổ gọi là tầng sa hoặc đó nha. Còn như Phật tử chúng ta mà là chưa được A-la-hán này đó, thì nó có cái nỗi khổ gọi là kiến tư hoặc. Kiến hoặc thì tư hoặc nó hành hạ chúng ta ở trong tam giới. Còn hàng A-la-hán thì ta ra khỏi tam giới rồi đó. Ta ra khỏi cõi thế giới dục giới rồi, ta ra khỏi sắc giới rồi, ta ra khỏi vua sắc giới rồi. Nhưng mà người ta còn cái khổ, cái nỗi khổ là tầng sa hoặc, là thấy cái nỗi đau khổ chúng sanh làm sai, làm trái, làm bậy, làm tật để gây ra đau khổ, rất là tội nghiệp. Mà dạy thì chỉ hướng dẫn thì là họ không đủ sức nhận cái đó, không đủ sức hiểu cái đó, không đủ sức loại bỏ cái đó. Thế thì làm gì người ta? Cho nên là các ngài cũng có cái khổ đó, mà cái khổ đó là trong kinh ta gọi là tầng sa hoặc. Nó nhiều lắm, nó nhiều như bụi, như cát. Tầng là bụi, xa là cát. Cái sai lầm là cái đau khổ đó, đó nó nhiều như bụi, như cát. Thế thì là Đức Địa Tạng mà phóng cầm cái cây tích trượng đó là để đập vỡ những cái tức độ tường, cái ngũ dục lạc, cái phát tình lục dục của tam giới đó. Còn cái Duyên Minh Châu đó là để soi rọi những tất cả những cái vô minh, những cái hiểu biết sai lầm về thân cũng như về tâm đó. Do vậy mà có Duyên Minh Châu mà có cái tích trượng như vậy là có thể mình đập vỡ ngục A Tỳ, mình ra khỏi tam giới được đó nha. Phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục Á Tỳ. Đập được đấy. Mọi người chúng ta đều có khả năng đập vỡ thành môn ngục Á Tỳ đấy. Nhưng mà nói tới cái ngục Á Tỳ đó, các vị đừng có tưởng đâu là có cái ngục nha. Đó là đó, ngục Á Tỳ đó là gì? Là tứ độ tường, là ngũ dục lạc, là lục dục, là thất tình đó. Chứ không có cái ngục có cái ông Diêm Vương gì hết á. Hoàn toàn phải bỏ cái đó đi, bỏ cái ý niệm ông Diêm Vương đi, bỏ cái ý niệm mà cúng dứt điện, Bình Đẳng Vương, Nhị Điện, Thới Sơn Vương, Tam Điện, Tống Đế Vương, rồi dân dân về tới Thập Điện là Diêm La Vương. Bảy cái cung thất để cúng cầu nguyện xin sở với Thập Điện đó, với bảy thất đó không được. Rồi cúng giấm năm đó là cúng cửu điện, rồi cúng bản khó đó là cúng Thập Điện Diêm La Vương đấy. Không cần cúng cái đó. Nhưng mà tôi nói vậy chứ không dễ gì bỏ cái đó. Thì thôi tôi cũng cho làm đi. Nhưng mà đều có cái là mình đừng có gửi gắm tâm hồn thật sự vào trong những cái tin tưởng những cái đó. Mà mình mới biết là ông bà cha mẹ của mình là mình phải làm cách nào tạo cái môi trường cho tu tập tại ngay bây giờ. Ngay bây giờ trong lúc cha mẹ mình còn sống, trong lúc thân nhân mình còn sống, mình rủ ra mình động viên cách nào để tu tập ngay bây giờ. Để mà lột bỏ từng món nặng nề để được vãng sanh. Mỗi ngày phải quăng ném cái đồ mà mình đội, mình gánh, mình mang, mình xách lên này. Mình phải quăng bớt, quăng bớt, quăng bớt, quăng riết.
mà tôi hình dung như mình đổi thơm vậy đó ha. Mình đổi trái thơm hay là mình đổi dừa, mình lột ra dừa mình gánh hai gánh dừa, dừa khô á, hay là trái thơm á, mình gánh hai gánh rồi mình đổi trên đầu một đội, rồi trên lưng mình mang một gùi, rồi tay mình xách một chồng. Thế thì là bây giờ là mình nặng quá rồi mình cứ mình bốc, mình giục lạnh tay, lạnh tay, lạnh tay, rồi buông hai tay hết, rồi cái bốc cái đội trên đầu nó quăng bớt, quăng bớt, quăng bớt, rồi bốc cái gùi sau lưng nó quăng bớt, quăng bớt, rồi quăng rồi cái gánh cũng lấy quăng bớt, quăng bớt, mỗi ngày vậy đó, mỗi phút đi quăng bớt, quăng tiếp, giục luôn cả gánh, tức là mình nhẹ nhàng mình đi không chứ gì nữa. Cho nên mình phải động viên bản thân mình, gia đình mình, cha mẹ mình, mỗi ngày phải tự quăng bớt những cái thứ nặng nề đó. Thì mỗi một lần quăng bớt là mỗi một lần nó nhẹ ngay tức khắc, chứ không có nói chờ chừng nào nó mới nhẹ. Quăng bớt 10 cái thì nó nhẹ lên là 10 cân. Quăng bớt 50 cái thì nó nhẹ 50 cân. Cứ như thế mà quăng ra. Đó là cái cách tu hành của đạo Phật, chứ không có phải là không có quăng tái nào hết trơn cái trọi. Rồi nhiều nước người ta lại tụng kinh để mà nhẹ là làm sao được. Không thể được. Tôi giọng như vậy đó. Đó là lời nói thành thật đó. Thì các quý ông chịu nghe thôi à. Vô phương không có cách nào mà giúp cho các vị được hết đó. Các vị là cứ rồi chịu khó đi, làm đi rồi bỏ tiền ra mua. Mua những cái không bao giờ các vị có được cái gì hết đó. Bỏ tiền ra mua hàng quá thì được. Còn cái vụ mà cái đầu mà là sao mua được? Là sao bỏ tiền ra mua cái bác sĩ tiến sĩ của những nhà giáo sư? Là sao mua được cái nghề nghiệp của những người là khoa học kỹ thuật? Mua nó đâu phải hàng quá, nó đâu phải vật chất mà mình mua, mình đưa tiền người ta đưa mình. Ai ăn thì thấy no, ai ngủ thì thấy khỏe, ai học thì thấy biết. Vậy mà bỏ tiền ra mua là mua làm sao? Cho nên khó đó nha. Không khó mà khó. Là tại vì người ta không cởi mở lòng ra. Người ta không bỏ đi cái kiến thủ kiến của mình. Cái mà do môi trường không tốt, xã hội thầy không tốt, bạn không tốt, xã hội không tốt, nó đào tạo ra. Mà mình gột rửa cái đó chưa được. Các cái nước người ta gọi là văn minh đó, kỳ thật nó cũng giống nhau hết, nhân loại giống nhau hết. Nhưng mà cái nước mà người ta chịu tiếp thu, người ta chịu học hỏi, người ta chịu tư duy, thành ra người ta văn minh trước, ta gọi là cái nước tiên tiến. Còn những cái người mà không chịu quăng bỏ những cái cũ, bảo thủ những cái cũ, thành ra người ta gọi là lạc hậu. Lạc hậu là tại vì mình không chịu bỏ những cái cũ, cái tập quán, cái mê tín, cái quan đường, cái quyển hoặc là của người tiền sử, mà bây giờ mình vẫn còn nắm giữ cái đó. Tức là so với cái người mình ta buông bỏ thì nhẹ nhàng hơn, người ta tiếp thu những cái mới hơn, thì ta gọi là văn minh hiện đại. Còn cái mà mình bảo thủ cái cũ đó, ta gọi là lạc hậu. Lạc hậu không có gì xấu hổ. Lạc hậu có nghĩa là mình không chịu đi mau, mình đi chậm, rồi mình rớt ở sao. Cho nên là mình còn quan đường mê tín quyển hoặc gì đó, tức là mình rớt sao đó. Mình bị rơi vào trong tứ độ tờ, mình bị rơi vào trong ngũ dục, mình bị rơi vào trong thất tình, mình không chịu đập phá cái tường thành của thiết ly, mình không chịu soi rọi để phá cái màn đen tối của vô minh. Thế thì tôi đọc lại cái bài mà cái bài thơ này là: địa tạng phò ai là tự giải nguy, minh châu tích trượng bất tương ly, thống quan soi cách tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ.
Hy vọng rằng là các vị đọc cái bài này thuộc rồi, cái rồi mình ngồi mình nghiệm vậy đó. Ngồi nghiệm bất cứ ngồi đâu đều gọi là ngồi thiền là vậy đó. Nghiệm để nhớ lại những cái điều phân tích như vậy, như vậy, như vậy. Để là mình vươn ra, mình bỏ đi những cái không hay, mình phát huy ra những cái mới. Mà cái mới đó ở trong đầu của các vị, chứ không cần phải là lấy cái của tôi. Tôi không cần các vị phải phải nghe lời tôi và nhớ lời tôi, mà các vị phải nghe cái ý rồi các vị tự phát huy ra cái trí tuệ của nhận thức của mình, để mình loại bỏ được cái quan đường quyển hoặc mê tín dị đoan, những cái lạc hậu đó, vì là quý rồi, chứ không phải là cần học cái gì của tôi. Tôi không có cái ý đó. Hết giờ. Xin chúc các vị kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Xin các vị, chúc các vị tự mình định đoạt số phận mình, đừng ỷ lại trông chờ hy vọng ở nơi ai khác. Nam mô A Di Đà Phật.